Sim. Chưa, khi xong đã. Cái vùng nó sạch sạch nữa. Ngon không? Ngon. Ngon, mình thấy mấy vô đẹp. Vẹo ra đây mà vô hình nó không thấy được chữ đâu á. Hết tên tôi chưa? Hết tên tôi chưa? Lên lên tầng 3 bấm luôn. Còn lâu lắm nữa. Lâu. Chắc người xem họ sợ bóng tối lắm. Ngài tưởng yến hai nói hai tối. Nó bằng cùi.
con đi trường quá. Khi mà quay vô cặp loa nó mà bầm thịt nữa thôi y bè luôn. View mới cao á. Có khi hot lên nhờ bầm khóc bầm thịt nữa không á. Ôi cha mẹ ơi, cái ngón nó đơ luôn. Đó đó. Ráng ráng thả lỏng cái miệng này. Đừng nói cô đi, thả lỏng miệng, đừng có căng răng.